bốn mũ nồi. Cảm ơn chính nào đã. Chúng tôi quay ở trong cả đâu quay. Cái này nộm được. Nộm ăn ăn như kiểu quả núc na thế à? Thank you.
Thank you.
Bye.
choạt hết rồi quá.
bộ. Thank you.
này lừa với con lấy thật đấy.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vâng. Thank you.
Down,
tâm vào cho con đi mua khoai thọ nhỉ. Thế mình đi mua khoai thọ đi thôi. Nó mày ở đâu nhau là chỗ nào? Cái đường này xuống thì cũng nghèo, chứ chửi con tôi quăng đầu nó lấy mình. Thằng ít đường đi xuống nhá. Thằng cái đường đi lên giờ đi lên chỗ trường học kia đi xuống. Ra đây liền với nó. Vậy tập với 10 chà. Gọi người dân ra. Ôi dân với lại nhà em. Tuyển là ở gần gần nhà em à? Thế là cái chỗ mà cái hồ đấy á? Đất thì bới cho đến đâu rồi?
hết thì mình quay lại. Thôi em cắt được cái ngọn. Thank you.
Thank you.
trứng nữa bà. Ngon đấy nhỉ? Ngon không ạ? Gắn trứng lên cho bà. 52 cái cho bà. Đây, 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 đây. Nhặt nhanh không phải hết, nhặt nhanh, nhặt nhanh. Hết rồi, anh thuần. Hôm nay, hôm. Cái bánh gì á? Này, 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 hôm nào làm nhiều nhiều nhá. Chả tôi đông mà cho ngập dầu, nhưng mà cho lửa bánh ăn đây đây là bỏ ra. Bỏ ra. Mấy cái này cái này cái này. Thôi, mẹ mình ăn. Bài đá thôi. Cô cho bột à. Cô cho bột bột mì à. Này. Đây là cô đặt cân. Chưa? Chưa, của mấy chưa được. Chưa đặt hàng. Cháu là các bạn chưa được bún nào ấy. Chưa được bún nào. Một cái gì đấy. Để sáng mẹ. Khoai nào giá chẳng ngon. Khoai lên một chút đi, như giá 18. Cháu này đi đâu cũng thấy cái chợ ấy không? Người ta đánh phấn này kẻ trong mè kẻ bôi, cháu tôi trong mộc mạch thế này hàng bao nhiêu vạn con người người ta xem. Vâng, cháu làm từ 5 rưỡi sáng giờ. Đi trang điểm đi. Trang điểm đẹp, cái thế nó không trang điểm nó đẹp cái kia. Thế này lên video đi, lên video phải còn xinh nhé. Không phải là như thế, tao đéo mua. Cái tao đầy khoai tao không mua, nhưng mày không có thì mày mua thôi. Không mà toàn tao không mà khoai đã lão. Chúng phải phơi chứ được. Đâu phơi, phơi một tí cho bao nhiêu. Xóm nhà tao đây, tiệm vải, xóm nhà ta đây mà. Bự. 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 Lắm ấy. Ôi, lần cho chị cái túi cái mua xuống. Để phơi ra ăn vật. Ăn vật cái này. Chẳng ai cắt được ăn. Không bao giờ ăn vật. Lấy đâu em bảo. Đấy, cứ chọn đi sang ngoài. Ơi dài ơi, cả bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần nha. Khoai bán 5.000 một cái, bán một mâm này cái hết ngày. Mỗi người cái ta bỏ là cô ấy bỏ phía sau làm nhiều hơn vào. À. Ít quá. Làm cả đây nói con nào nhờ nói đi. 30.000 à? Dạ. Cảm ơn nha. Mai đến nhá. Cô mong con cháu nó làm được là được chứ làm sao nữa. Ta chỉ mong con cháu ta nó giàu. Giàu cao được nhờ. Mình hạ đây nó sao không làm. Nó làm. Làm chết sau mà làm con bố con cháu. Chợ này. Nhà tôi thằng chồng nha. Chúng anh chồng nha. Gần 20 năm rồi. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn ngon lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Vâng. Hôm đấy cái cây nó đổ vào ấy, cháu chặt. Vâng. Mới bán rồi. Bán cũng được hơn năm rồi. Đỡ không bị dột. Rồi ta cũng muốn mua hoa quả gì thì thôi. Cái này nó đắt lên, thế là mua luôn là chuối. Chuối này ăn mình để ăn chín thì mình ăn ngon. Đâu, bà cứ gặp chị thì cũng muốn chạy tránh vào đấy, sợ bà gặp gáo ra. Có khi mà đứng im đấy, mày sợ hàng rồi cho bà đấy, bà bán hàng. Bà đi vào đấy vía mày là... Không. Bộ sẽ không hay là tập thể dục ở nhà, hay là tập thể dục ở con gái rồi cho bà. Đứng im đấy cho bà. Mà chị phải du cho bà lên trên dốc ấy. Mày cứ tao gặp mày tao bán hàng ở xưa. Ở chỗ đấy cháu nó gần cho bác ra không? Thank you.
Thank you.